Tu ừ, chân giả tại dị thế tập 173 Một tiếng nổ mạnh vang lên Ánh sáng phủ đầy không gian Chém nát thiên địa Không gian nhất thời gấp lại Sau đó trở nên tối sầm Đại phủ này khiến càn khôn rung chuyển theo Trực tiếp chém đứt cả ánh sáng Bàn thể của kim hoa đồng tử gào lớn Thân thể cao lớn trực tiếp vỗ cánh bay lên Hai cánh chấn động Lập tức đánh ra một dòng xoáy hỏa diễm Thiều đốt cả không gian Đánh về phía của hình thiên chỉ bằng vòng người thì không đủ để chống lại ta đâu. Để Tuấn tới thì còn được. Hình tiên thét lớn một tiếng, thân phủ trong tay xé rách dòng xoáy không gian đóng bỏng kia. Đồng thời đại phủ trong tay hóa thành một luồng kim quang khổng lồ bay thẳng về phía kim hoa đồng tử. Hình tiên là lực lượng tổ vu trong thập nhị tổ vu, thực lực mạnh nhất trong thập nhị tổ vu. Lúc này, đại phủ trong tay hắn biến thành kim quang chém mạnh lên người của thần phượng. Lực lượng khổng lồ đánh tới, xung quanh lập tức gió nổi mây phun, càn khôn xoay chuyển, Và không gian bắt đầu sụp đổ. Chỉ trong nháy mắt, cô lực lượng này đã đánh lên bàn thể của kim hoa đồng tử. Kim hoa đồng tử lập tức phun ra một ngụm máu, quay mắt nhìn về phía đại vu hình thiên. Hắn khó mà chống lại hình thiên. Phá cho ta. Ở phía trước, liêu hòa thần tiên ở trong tay hòa thần trúc dung xuyên thấu cả hư không. Vô số tiên ảnh xuyên thấu cả không gian, đánh lên bản thể của kim ninh tiên tử. Hự một tiếng, trên bản thể của kim linh tiên tử, vô số lồng vụ bị đánh gãy, thân thể khổng lồ cũng bị đánh lùi hơn vạn trượng. Chính nghe ầm ầm mấy tiếng, bên dưới bất chủ sơn, mặt đất bắt đầu rung chuyển kịch liệt, một cỗ khí tức cường hãn bắt đầu lan ra, giống như thiên địa sắp sụp đổ xuống vậy. Hình thiên, chúc dung, các người đã tới rồi sao? Màu giúp ta một tay nào. Bên dưới đại địa, một đạo thanh âm trầm thấp truyền ra cộng công người chờ cho một chút ta sẽ cứu người nga ngay hình thiên thét lớn lúc này thân thể cũng hóa thành bởi phản trượng thần phủ trong tay lại bổ xuống pháp lực quanh thân tỏa ra Mỗi phủ xuyên qua không gian mà khí vô tận ngút trời rút xuống chém về phía thần phượng bản thể của kim hoa đồng tử như mưa rút kim hoa đồng tử thấy công kích của hình thiên lại đánh tới thân thể cao lớn nhanh chóng cử động ngọn lửa quanh thân nhanh chóng cuộn lại hai cánh vỗ mạnh đánh mạnh về phía hình thiên như di thiên cái địa. Kim quang quanh thân hình thiên phóng ra, mỗi phủ đánh xuống, không gian vỡ ra, tạo thành ma uy khôn cùng. Một cỗ thế lực không gì cản đổi, nhánh mắt đã đánh vỡ dòng xoáy hỏa diệm đáng sợ kia. Trước 1041, tam màu chân quân. Lùi ra cho ta. Hình thiên vung cự phủ bổ đôi vòng xoáy hỏa diễm, pháp quyết trên tay biến đổi, thân thể khổng lồ dường như nhảy lên. Cùng lúc đó khiên và cửa phủ trong tay mang theo sức mạnh hủy diệt đâm thẳng vào bản thể của kim hoa đồng tử lực lượng khổng lồ va chạm bầu trời chấn động thật mạnh một mảnh không gian sụp đổ nghìn vạn dặm không gian đột nhiên biến thành một vùng hư không tối đen như mực tiếp đó không gian đổ tung lực lượng đáng sợ lan ra đánh lên người của hình thiên và kim hoa đồng tử bản thể của kim hoa đồng tử bị đẩy lùi mấy vạn mét thân thể khổng lồ phá hủy hai ngọn núi sơn mạch nối liền đại địa không ngừng rạn nứt Lúc này, thân thể của hình thiên lại không hề bị ảnh hưởng. Thân hình khổng lồ bước trong một bước, thiên địa không gian xung quanh đều phải rung chuyển. Cộng công, đi ra đi. Hình thiên thét lên, quanh thân ma khí gào thét dâng trào. Trên thân thần phủ trong tay hắn, tỏa trong một luồng thần quang, không gian dao động dữ dội. Trong vòng nghìn vạn dặm, đột nhiên có một đám ma vân vô biển kéo tới, vô số tiền chớp ẩn hiện bốn phía. Trong nháy mắt, nghìn vạn dặm ma vân bỗng co rút lại, sau đó một cảnh tượng khủng bố hiện ra. Chỉ thấy toàn bộ ma vân bị một luồng lực lượng thôn phệ cuồng bạo trong thần phủ nuốt trừng. Trên thần phủ không ngừng phát ra tiếng ong ong, vừa giống tiếng rồng ngâm cửu thiên, lại vừa giống tiếng vạn thú lao nhanh. Mọi chuyện chỉ xảy ra trong nháy mắt. Ngày sau đó, thần phủ từ trên trời bổ thẳng xuống, phủ mang bán ra bốn phía, tầng tầng không gian vỡ nát, biến thành vô vàn mảnh vỡ hư không. Lúc này bàn thể của kim hoa đồng tử vừa rơi xuống đất. Thêm một cự phủ khổng bố bổ xuống dưới. Hai cánh khổng lồ vỗ mạnh, vội vàng xuyên không gian tránh thoát. Thực lực của hình thiên quá mạnh đã vượt ngoài sức tưởng tượng của hắn. Hắn không dám chống đỡ một kích cường hãn này. Thực lực của hắn còn chưa đủ mạnh để chống cự. Một loạt tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên. Cả thiên địa không ngừng chấn động. Trong cửu trọng thiên, vô số cường giả đang bế quan đột nhiên mở mắt. Nhạc Thành ở trong hạo thiên tháp tù luyện thì bỗng cảm thấy tâm thần không yên. Hắn mở mắt ra, tay đánh trả pháp quyết, sau đó bắt đầu bấm tay nhưng lại không tính ra được gì. Đáng chết! Lúc này bàn thể của Kim Đình Tiền Tử lại bị Trúc Dung đánh lui. Kim Đình Tiền Tử nhìn sơn mạch đang chấn động ở phía trước. Một tầng bí văn kim quang phóng lên cao, sau đó hóa thành trò bụi, sắc mặt vô cùng khó coi. <laughs> ta thoát rồi, ta thoát rồi. Dưới mặt đất, núi sông dường như sụp đổ trong phạm vi nghìn vạn dặm phong vân biến sắc dưới sự ảnh hưởng của một luồng sức mạnh cường hãn và quỷ dị cả không gian bỗng chìm vào bóng tối trong giây lát trong khắp bất chu sơn một luồng ký tức hỗn độn phóng lên cao một vầng sáng xuyên qua mặt đất phá nát tầng tầng không gian trong phạm vi nghìn vạn dặm không gian hoàn toàn biến thành một mảnh hư không trống rỗng trên không trung vầng sáng thu điểm để lộ ra một thân ảnh mặc áo bào màu xanh lục mắt to trán rộng trong ánh mắt như có nhật nguyệt tinh tú lưu chuyển. Trên người có một luồng khí tức hỗn độn bao quanh, mà khí ngút trời không ngừng xoay tròn, bất giác hình thành một vòng xoáy ma vân. Cùng gành cộng công ma thần thoát khỏi phòng ấn. Lúc này vu huyết ma tung cười bay đến trước mặt người nọ. Hình thiên, chúc dùng, các người cực khổ rồi. Trên không trung, thân ảnh áo xanh đứng ngạo nghễ giữa trời. Hắn hít sâu một hơi, giống như lốc xoáy rít gào, khuấy động vạn dặm không gian, nhấc lên một cơn bão khủng bố. Đi! Hoa diệm quanh thân lay động, kim đình tiên tử, bàn thể thần hoàng, nhìn ba người hình thiên, rồi hướng về phía trước hồn một tiếng. Sau đó hai cánh vỗ nhẹ, tân ảnh khổng lồ hóa thành hỏa quang, biến mất giữa không trung. Kim hoa đồng tử bàn thể thần phượng cũng trợn mắt, nhìn ba người hình thiên, sau đó thân ảnh xuyên qua không gian rồi biến mất dạng, tốc độ cực kỳ nhanh, chợp mặt đã không thấy đầu nữa. Trong hảo thiền tháp, nhạc thanh nghi hoặc không thôi, vừa rồi đột nhiên tâm thần không yên, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì mà lại không tính ra được. Sau đó hắn lại tiếp tục luyện hóa nhân tham quả trên người. Trong đầu lúc này Nhạc Thành đang lĩnh ngộ sinh mệnh thần thông. Có thể nói hiện giờ sinh mệnh thần thông chính là thần thông Nhạc Thành lĩnh ngộ cao nhất. Nhưng hắn không biết sinh mệnh thần thông còn cách bao xa mới ngộ đến đại đạo. Có lẽ là rất xa xôi thôi. Nhưng lúc này, Nhạc Thành đại từ từ lĩnh ngộ ra được một loại pháp môn đối địch thuộc về sinh mệnh thần thông. song mới chỉ là bước đầu tiên không biết phải mất bao lâu mới có thể lĩnh ngộ thành hình. Mà trong cơ thể nhạc thành, năng lượng dư thừa trong nhân tham quả đi theo linh khí nồng đậm trong hạo thiên tháp, không ngừng tiến vào thế giới trong cơ thể của nhạc thành. Có linh khí nồng đậm trong hạo thiên tháp, năng lượng dồi dào ẩn chứa trong nhân xâm quả, hoàn toàn bị nhạc thành hấp thu luyện hóa, thậm chí còn tăng độ nồng đậm của linh khí trong hạo thiên tháp lên. Nhạc thành dùng một quả nhân xâm quả kèm với linh khí nồng đậm trong hạo thiên tháp, hai thứ cộng lại lợi ích nhận được lớn hơn nếu chỉ dùng mỗi một nhân xâm quả rất nhiều. Thời gian dần dần trôi qua, Nhạc Thanh lại tiến vào cảnh giới vòng ngã. Trong hồng hoang chiến trường, tiên ma đại chiến vô cùng quyết liệt. Lúc này trong thiên minh tiên ma, cấp bậc chiến đấu trên cơ bản đã tăng lên cấp bậc tiên quân và ma quân. Mỗi trận đại chiến đều có vô số tiên ma tu luyện giả chết đi. Mức độ quyết liệt của cuộc đại chiến này cao hơn vụ yêu đại chiến, long phượng đại chiến rất là nhiều số người chết đi đã đạt đến một con số khủng khiếp. Một năm sau khi Nhạc Thành bế quan, bên ngoài Hảo Thiên Môn có năm người trước tiến đến. Đi đầu là một người mặc đạo bào màu xanh lam, thân hình gầy gò, tóc dài màu trắng. Thoạt nhìn có vài phần tiền phong đạo cốt. Mà khí tức trên người của người này lại khiến người ta kinh ngạc. Không ngờ lại là tiền quân sơ kỳ, chỉ sợ đã đến tiền quân sơ kỳ đỉnh phong. Theo sau người nọ là hai cựu thiên huyền tiên sơ kỳ, một cựu thiên huyền tiên trung kỳ và một cửu thiên huyền tiên hậu kỳ tu vi thực lực. Thực lực của năm người này rất mạnh, đều là cường giả tuyệt đỉnh. Trong tiên ma giới cũng không có bao nhiêu cường giả cấp bậc tiên quân. Long Hồ Sơn đến bái phòng hạo thiên môn đây. Bên ngoài Ngọc Hư Sơn, năm người này không dám tự tiện tiến vào. Thì ra là Long Hồ Sơn tàm bào trần quân đến thăm. Trong nháy mắt, họ vân thượng nhân La Nguyên, kêu U Song Ma và U Tuyển Tam Ma bay đến. Xem ra sáu người bọn họ đã sớm biết tam bào trần quân đến hạo thiên môn hiện giờ thanh hoa thành đã nằm trong phạm vi của hạo thiên môn có người tiến vào thanh hoa thành hạo thiên môn đương nhiên biết rõ vị này chắc hẳn là hỏa vân thượng nhân là nguyên đạo hữu còn có cửu u song ma đạo hữu u Tuyền tam ma đạo hữu bản quân hữu lễ tam bào trần quân đi đầu nói với hỏa vân thượng nhân tại hạ chính là lang nguyên bài kiến tam bào trần quân lang nguyên thì lễ nói đối phương là cường giả cấp bậc tiên quân Họ vân thượng nhân la nguyên không dám thất lễ. Tù vị của người này còn cao hơn sư phụ hạo thiên đại đế, nhưng thực lực mạnh yếu thế nào thì không biết. Bài kiến tam màu trần quân. Cựu U Song Ma và U Tuyển tam Ma cũng không dám thất lễ. Thực lực của người này cao hơn bọn họ. Đối phương đã có lễ trước, bọn họ cũng không dám khinh thường, dù gì cũng không thể làm mất lệ độ của hạo thiên môn. Nói đến lòng Hồ sơn, nếu nhạc thành ở đây cũng phải cho chút mặt mũi. Nhạc Thành không muốn tùy tiện đối địch với Long Hồ Sơn. Thứ nhất là vì thực lực của Long Hồ Sơn hơi mạnh mẽ. Thứ hai là vì tam mao trần quân của Long Hồ Sơn không phải là người, mà chính là Mao Sơn tổ sư gia trong hoa hạ tu Trần giới. Lúc ở hoa hạ tu Trần giới, kiếp trước Nhạc Thành có quan hệ khá tốt với Mao Sơn. Ta đến bái phòng Nhạc Thành đạo hữu, không biết Nhạc Thành đạo hữu có trọng môn không? Tam Mao Trân Quân nói với Lạng Nguyên, môn chủ nhà ta đang bế quan, mời chân quân vào sân môn nghỉ ngơi trước. là Quyền đáp. Sau đó mọi người tiến vào Hạo Thiên Môn. Trong đại điện Hạo Thiên Môn, một đám lão ma ngồi ngay ngắn. Tam Bảo Trần Quân và bốn vị cường giả trong môn tiến vào. Thấy thực lực của Hạo Thiên Môn, ai cũng thầm cả kinh. Trong đại điện, mọi người đần đợt ngồi xuống. Về chuyện Tam Bảo Trần Quân đến thăm, trước khi bế quan, Nhạc Thành đã báo cho đám người lang Nguyên và Cửu U Song Ma. Vậy nên lúc này, mọi người trong Hạo Thiên Môn thấy Tam Bảo Trần Quân đến, cũng không bất ngờ cho lắm. Trước khi bế quan, Nhạc Thành đã nói có hai khả năng mà Long Hồ Sơn sẽ chọn. Một là Long Hồ Sơn sẽ khai chiến với Hảo Thiên Môn. Nếu vậy Hảo Thiên Môn cũng không sợ. Hai là Long Hồ Sơn nhất định sẽ phái người đến Hảo Thiên Môn. Dù sao Hảo Thiên Môn cũng đã đặc biệt diệt các sơn môn như Thanh Ngọc tàn Long Hồ Sơn cũng sai người đến Hảo Thiên Môn. Chuyện này rõ quá rồi. Dù thế nào cũng phải có một lời giải thích mới được. Không biết Trần Quân đến đây là vì chuyện gì môn chủ nhà chúng ta đang bế quan không thể gặp mặt xin thứ lỗi la nguyên nói với tam mao trần quân lần này bản quân đến đây là để cảm tạ hạo thiên môn đã giúp long hồ sơn thành lý môn hộ vậy nên ta đến để cảm tạ nhạc thành đạo hữu không ngờ nhạc thành lại đang bế quan không thể gặp mặt tam mao trần quân trả lời nói chuyện nhỏ mà thôi trần quân đừng để trong lòng la nguyên nói với tam mao trần quân hai người đều không nói thẳng ra chuyện bọn họ đang nói đến tất nhiên là chuyện mấy tiền giàn tế do long hồ sơn đưa vào hạo thiên môn bị hạo thiên môn tiêu diệt nhưng trong lòng hai bên đều hiểu rõ loại chuyện này không cần phải nói thẳng ra không biết khi nào nhạc thành đạo hữu mới xuất quan chứ tam bảo trần quân lại hỏi thưa trần quân chuyện này ta không biết môn chủ không dặn dò về chuyện này Lâm nguyên thật sự không biết khi nào nhạc thành xuất quan việc này quả thật không có thời gian cụ thể thế sao vậy ta cũng không quấy rầy lần này đến chính là muốn cảm tạ nhạc thành tạo hữu lễ vật nho nhỏ này để bày tỏ lòng cảm kích tam mao chân quân nói xong đưa một chữ vật giới chỉ đến trước mặt la nguyên la nguyên cũng không khách khí nhìn chữ vật giới chỉ rồi nói chân quân khách khí rồi vậy ta xin thay mặt môn chủ ta tạ chân quân la nguyên âm thầm kiểm tra chữ vật giới chỉ có hai kiện đỉnh cấp tiên khí tinh thạch cũng không ít còn có hơn trăm kiện thượng phẩm tiên khí lễ này tuy không tính rất nặng nhưng ý nghĩa thì khác. Rõ ràng Long Hồ Sơn sợ hạo thiên môn nên mới đến tặng lễ xin lỗi. Sau khi đưa Tam Mao chân Quân ra khỏi Ngọc Hư Sơn, đám người lang Nguyên đứng giữa không trung bên trên cầu thiền thập địa phục mà đại trận một lúc lâu cũng chưa có vẻ. lang Nguyên xem ra Long Hồ Sơn không định đối địch với hạo thiên môn ta. U hồn mà cất tiếng nói. Môn chủ đã đoán đúng, chắc hẳn Tam Mao Trần Quân sẽ đến hạo thiên môn một chuyến. Nhưng Tam Mao chân Quân cũng là một người có khí độ, ngay các chúng ta cũng chuẩn bị một phần lễ đáp lại Long Hồ Sơn. Môn chủ đã từng dặn, hạo thiên môn chúng ta không tham cũng không thiếu chút lễ này. Lăng Nguyên cất tiếng nói. Thời gian tiếp tục chậm rãi trôi qua, đảo mắt đã qua đi 10 năm. Nhạc Thành vẫn đang bế quan, hạo thiên môn vẫn yên bình không xảy ra chuyện gì lớn. Ngay cả thiên đình cũng không lại đến thành Hoa thành. Hồng tỷ, tỷ ở đây làm gì? Trên ngọc hư sơn, có hai bóng hình xinh đẹp đáp xuống một ngọn núi, chính là xích ngạo tuyết và lòng cát công chúa mà trên núi hồng y tiên tử đang nhìn về phương xa lòng cát ngạo tuyết sao các muội lại đến đây hồng y tiên tử quay đầu cười hỏi 11 năm nay ở lại hạo thiên môn ba nữ nhân này dần dần thân nhau hơn xích ngạo tuyết và lòng cát công chúa vốn không có thiện cảm với thiên đình nhưng qua 11 năm ở chung với nhau hai người cảm thấy thật ra đại công chúa của thiên đình cũng rất dễ gần người cũng tốt vốn dĩ là vì nhạc thành chống đại thiên đình vậy nên hai người mới không thích người của thiên đình thôi. Bọn mỗi thế tỷ ở đây đã lâu mới đến xem thử thôi. Lòng cắt cất tiếng đáp. Tỷ không có sao, chỉ đã đến xem thử thôi. Hồng y tiên tử cất tiếng nói. Hồng tỷ à, chuyện đã xảy ra tỷ cứ để nó qua một bên đi. Nếu tỷ nguyện ý thì hắn sẽ chịu trách nhiệm thôi. Sinh ngạo tuyết cất tiếng nói. Về chuyện của Hồng y tiên tử và Nhạc Thành, vào ba năm trước đây, Hồng y tiên tử bị hai người tra hỏi cuối cùng không giấu giếm được nữa, đành nói cho lòng cát công chúa và xích ngạo tuyết nghe. Đi thôi, chúng ta đi về nào. Hồng Y Tiên Tử mỉm cười không trả lời, đi về hạo thiên môn. Lại ba năm trôi qua, bàn thể của thanh đồng lượn quanh trên bầu trời trong hạo thiên tháp. Khí tức trên người đã mạnh đến mức khủng bố. Đây đã là khí tức tăng vọt ngày thứ mười. Ngao, ngao. Thanh đồng gầm thét, khí tức lại tăng vọt lên, đột phá một đạo bình chướng linh khí đồng đậm trong hạo thiên tháp không ngừng tràn vào. Trên không trung, nên khí tràn ngập, phong vần biến sắc. Trước 1042, lại vào hồng hoang chiến trường. Lúc này tu vi của thanh đồng đã tăng lên đến, đến cầu thiên hỗn nguyên yêu trung kỳ. Từ đột phá cầu thiên hỗn nguyên yêu sơ kỳ đến giờ, thanh đồng đã dùng hơn nghìn năm. Lúc đầu sau khi dùng hỗn độn tinh khí và không ít bàn đào, thanh đồng ở tiểu giao trì dễ dàng đột phá đến cầu thiên hỗn nguyên yêu, sau đó ở tiểu giao trì, thanh đồng cũng không đuổi biếng, vẫn cố gắng lĩnh ngộ. Sau khi thanh đồng đột phá, năng lượng dồi dào trong bàn đảo và hỗn độn tinh khí chưa bị hấp thu hoàn toàn. Năng lượng còn thừa lại, vẫn ở trong cơ thể của thanh đồng, bị thanh đồng luyện hóa. Tu vi của thanh đồng cũng đã sớm đến cửu thiên hỗn quyền yêu sơ kỳ đỉnh phong. Lần này bế quan, thanh đồng bắt đầu từ sơ kỳ đỉnh, đột phá lên cửu thiên hỗn quyền yêu trung kỳ. Hiện giờ, thực lực của thanh đồng lại tăng vọt một tầng hơi nước nhàn nhạt, nhạt, bao quanh bản thể của thanh đồng sau đó hóa thành một vòng xoáy khổng lồ dao động trong giây lát tầng hơi nước này đã biến thành chân thủy thực chất thanh đồng há miệng khổng lồ hút mạnh vòng xoáy chân thủy khổng lồ giống như không khí bị thanh đồng nuốt sạch vào trong bụng lần này đột phá không ngờ thanh đồng lại lĩnh ngộ thủy chi thần thông thời gian dần trôi đi trước mắt lại 10 năm nữa đã qua tính đến nay nhạc thanh đã ở trong hạo thiên tháp 21 năm Nhạc Thanh tiếp tục ở trong hạo thiên tháp bế quan, không ngừng hấp thu năng lượng dồi dào trong nhân tham quả. Mà ở trong đầu, Nhạc Thanh không ngừng lĩnh ngộ thần thông chỉ được trên người. Lại qua 4 năm, Linh Viên đột phá lên cửu thiên hỗn nguyên yêu trung kỳ. Lúc này thực lực của Linh Viên cũng tăng vọt, sau đó thêm 29 năm trôi qua. Lúc này, hồng hoang chiến trường đã xuất hiện sự bất ngờ. Trong lúc tiền mà giao chiến, vô tình mở ra một cấm chế, một đại trận hùng hãn kích hoạt hai cường giả tiên quân sơ kỳ bị làn đến biến thành sương máu. Trong đại trận bỗng có thần quang phóng lên cao, một luồng khí tức cường hãn tràn ra. Mọi người suy đoán trong này hẳn là có trọng bảo xuất thế. Vừa nhìn đã biết đại trận này chính là có người cố ý bố trí. Chẳng qua không biết là ai bố trí mà thôi. Ngày sau đó trong hồng hoang chiến trường truyền ra tin tức có trọng bảo xuất thế, có không ít cường giả bắt đầu tiến vào. Lần trước trong hồng hoang chiến trường xuất hiện bảo vật hỗn độn tinh khí đến giờ vẫn không biết bị ai lấy được. Lần này nghe nói trong hồng hoang chiến trường lại có trọng bảo xuất thế, có không ít cường giả tiến vào trong đó. Trong hảo thiền tháp, khí tức trên người nhạc thành bắt đầu tăng vọt nửa tháng, thanh mang quanh người càng ngày càng nồng đậm. Lúc này khí tức cường hãn đột nhiên tăng lên một cách điên cuồng, đồng thời thế giới trong cơ thể của nhạc thành cũng nhanh chóng mở rộng. Khí tức cường hãn bao phủ không gian xung quanh, tạo ra một đợn gợn sóng không gian trong hạo thiên tháp linh khí nồng đậm bắt đầu tiến vào trong cơ thể của nhạc thành biến thành năng lượng tinh thuần nhất mà rót vào khí tức một đường tăng vọt trong nháy mắt khí tức tăng lên trên người của nhạc thành đột phá một tầng bình chướng sau đó khí tức tiếp tục tăng nhanh nhờ có nhân xâm quả gia tăng ba nghìn vạn năm pháp lực nhạc thành lại đột phá ba nghìn vạn năm pháp lực dù ở trong hạo thiên tháp tù luyện nhạc thành cũng phải mất một trăm năm vạn năm mới tù luyện ra được một quả nhân sâm quả lớn chừng một nắm tay lại có thể giúp hắn đột phá cửu thiên huyền tiên hậu kỳ nhạc thanh cũng rất kinh sợ không hổ là một trong hai món trí bảo của trấn nguyên đại tiên có được có nhân sâm quả đồng nghĩa với việc trấn nguyên đại tiên muốn tạo ra rất nhiều cửu thiên huyền tiên cũng không khó tác dụng nghịch thiên như vậy đúng thật là khiến người ta phải kinh ngạc không thôi nhạc thanh đi ra khỏi cấm chế đi ra khỏi thế giới trong cơ thể rồi sau đó thở ra một ngụm trọc khí bản thân của hắn vô cùng tự tin. Sau khi ổn định khí tức thì mở mắt ra, trong mắt bắn ra tình mang, ngay sau đó thu liễm, ánh mắt trong sáng vô cùng. Cha, cha lại đột phá, đúng là đáng gờm mà. Thanh đồng trợn tròn con mắt kinh ngạc đi đến bên cạnh nhạc thành. Khí tức mạnh mẽ sau khi đột phá đã sớm đánh thức bọn họ. Còn cũng đột phá đấy thôi, cố gắng tù luyện đi nha. Nhạc thành cũng biết thanh đồng và linh viên đã đột phá đến cửu thiên hỗn quyền yêu trung kỳ. Trong lòng rất vui mừng, sau khi hai người đột phá, thực lực chắc chắn tăng vọt. Với tù vị cửu thiên hỗn nguyên yêu trung kỳ, hai người có thể miễn cưỡng chống lại tiên quân sơ kỳ, tuyệt đối không thành vấn đề. Chúng ta đi thôi, Nhạc Thành nói với hai người. Ra khỏi hạo thiên tháp, Nhạc Thành dùng thần điểm quan sát, biết là nguyên đang tìm hắn mấy ngày nay, hình như có chút chuyện gấp. 50 năm, đột phá đến cửu thiền huyền tiên hậu kỳ, Nhạc Thành cũng định xuất quan. Trong 50 năm này, có thể nói, chính hắn thu hoạch rất lớn. Từ khi đột phá cửu thiên huyền tiên sơ kỳ đến bây giờ, quá trình đột phá của hắn không gặp bất kỳ khó khăn gì. Nhưng bây giờ muốn đột phá cấp bậc tiên quân, ắt hẳn rất khó khăn. Cấp bậc tiên quân không hề dễ dàng đột phá đâu. Tầm điểm vừa động, ba người nhạc thành xuất hiện trong đại điện hạo thiên môn, làng nguyên cũng đang ở đây. Môn chủ, người lại đột phá rồi. Cảm nhận được khí tức trên người của nhạc thành lúc này. Làng nguyên kinh ngạc đến ngay cả người năm mươi năm đã đột phá tốc độ này quá đáng sợ sư huynh xảy ra chuyện gì vậy nhạc thành gật đầu đáp lại là nguyên rồi hỏi xích tinh tử đạo hữu truyền tin tới nó là hình như trong hồng hoang chiến trường có trọng bảo xuất thế hỏi môn chủ có muốn đi vào xem thử hay không la nguyên vội vàng trả lời nhạc thành mấy ngày trước xích tinh tử sai người truyền tin đến nói là trong hồng hoang chiến trường có trọng bảo bằng vào thân phận của xích tinh tử đương nhiên rất dễ dàng biết được chuyện này trọng bảo xuất thế sẽ là gì đây? Nhạc thanh trầm tư một lúc, sau đó quyết định lập tức đi vào hồng hoang chiến trường. Lúc trước, chính ở trong hồng hoang chiến trường, hắn đã đến được thời gian chi đạo và hỗn độn tinh khí. Đây đều là những đại cơ duyên. Mà bây giờ trong hồng hoang chiến trường lại có trọng bảo xuất thế. Hắn nhất định phải đi thử vận may thôi. Sau khi gặp Long Cát Công Chúa và Sách Ngào Tuyết, Nhạc thanh gọi chúng ma đến dặn dò một số chuyện, rồi mang theo cầu U Song Ma, Hoàng Ma Tán Nhân liệt hỏa ma vương làng lễ thanh đồng và linh viên cấp tốc rời khỏi hạo thiên môn lần này nghe nói trong hồng hoang chiến trường có không ít cường giả nên nhạc thành không mang long cát công chúa và xích ngọc tuyết theo tám người cùng đi vào hồng hoang chiến trường nhạc thành dùng thần thức quan sát thấy huyền tiêu còn đang bế quan tu luyện nên không quấy rầy cứ để cho hắn ở ngọc hư sơn tu luyện có huyền tiêu ở lại hạo thiên môn dù hạo thiên môn chẳng may gặp chuyện gì cũng có thể chống lại phần nào nhưng thật ra, nhạc thành công lo hạo thiên môn sẽ xảy ra chuyện. Giờ đây không phải ai cũng dám trêu chọc Hạo Thiên Môn, kể cả Thiên Đình cũng như vậy. Hiện giờ Thiên Đình đang ở trong hồng hoang chiến trường chiến đấu quyết liệt với liên minh Ma đạo, không có khả năng đi đối phó với Hạo Thiên Môn với quy mô lớn. Trong truyền thống trận ở Thanh Hoa thành, tám người tiến vào truyền thống trận đi thẳng đến Trùng Quân Thiên, cửa vào hồng hoang chiến trường ở tại Trùng Quân Thiên bên ngoài một bình nguyên bao la trong hồng hoang chiến trường lúc này đã có hơn trăm vạn cường giả vây quanh bốn phía tiền mà đều có yêu đạo cũng không ít đến giờ không ai dám đi vào cường giả tiên quân ma quân sơ kỳ vừa đi vào đã bị đánh chết ngay lập tức một nơi như vậy còn ai dám vào đây tuy trọng bảo có sức cám dỗ rất lớn nhưng tất nhiên là mạng sống của bản thân vẫn là quan trọng hơn trên một ngọn núi trong sơn mạch quanh bình nguyên mười mấy thân ảnh xuất hiện ở đây. Bên ngoài đỉnh núi, cận sóng không gian dao động không ngừng. Người ngoài không có cách nào theo dõi. Mà trong mười mấy người này, ba người dẫn đầu mặc cả xa chính là từ hàng, văn thù và địa tạng vương. Những người đứng phía sau đều có tu vi bồ tát, không biết là trọng bảo gì mà ngay cả cường giả của Tây Phương Giáo cũng bị hấp dẫn đến đây. Địa tạng, trọng bảo nọ xuất thế là thật hay giả? Nếu là thật, chúng ta nhất định phải lấy được. Văn thủ cất tiếng nói, theo như lời Phật tổ, tất nhiên là thật. Chỉ là lần này có không ít cường giả đến đây, chúng ta phải chú ý nhiều hơn. Địa tạng cất tiếng đáp. Lúc này trên một ngọn núi khác cũng có mấy thân ảnh xuất hiện. Chính là chiến người cửu tiên Sơn Đào Viên Động Nghiễm Thành Tử, Thái Hoa Sơn Vân Tiêu Động Xích Tinh Tử, Nhị Tiên Sơn Ma Cô Động Hoàng Long Đạo Nhân, Giáp Long Sơn Phi Vân Động Cụ Lưu Tôn, Càng Nguyên Sơn Kim Quang Động Thái Ất chân Nhân, Công Động Sơn Nguyên Dường Động Linh Bảo Đạo Sư. Ngọc Tiền Sơn, Kim Hà Động, Ngọc Đỉnh Trần Nhân, Kim Đình Sơn, Ngọc Ốc Động, Đạo Hành Thiên Tôn, Thanh Phong Sơn, Từ Dương Động, Thành Hư Đạo Đức Trần Quân. Hầu như toàn bộ cường giả trong đệ tử đời thứ hai của diện giáo đều đến rất đông đủ. Đại sư Huynh, xem ra lần này trọng bảo xuất thế có không ít người đến, chỉ sợ phải tranh đấu một trận rồi. Hoàng Long Đạo Nhân dò xét khí tức xung quanh, cất tiếng nói. Trong sơn mạch xung quanh, có không ít cường giả đang ẩn nấp, chúng ta cũng phải chú ý nhiều hơn, cương giả của Tây Phương Giáo hẳn là đến rồi. Lần này đối tượng đầu tiên chúng ta phải đề phòng, chính là Tây Phương Giáo. Nghiêm Thành Tử cất tiếng nói nho nhỏ. Ta lại muốn xem thử Tây Phương Giáo mạnh đến mức nào. Những năm gần đây, chúng ta vẫn luôn nhẫn nhịn Tây Phương Giáo. Thế nhưng bọn họ càng ngày càng quá đáng. Đạo hành thiên tôn lên tiếng. Sử đệ, từ sau phong thần kiếp, diễn ra chúng ta liên tiếp bị thiệt hại nặng. Vận thế đã không bằng lúc trước. Tây phương giáo có trấn giáo trọng bảo, vận thế đang mạnh. Đúng là chúng ta nên nhẫn nhịn một chút thì tốt hơn. Sinh tình tử cất tiếng nói, chúng ta nhất định phải lấy được trọng bảo xuất thế lần này, tuyệt đối không thể để rơi vào tay Tây phương giáo. Cụ đủ tồn cũng cất tiếng nói, chúng ta cũng đừng có gấp, cứ xem thời cơ mà hành động thôi. Quang thanh tử cũng lên tiếng, ở phía trước có mười mấy thân ảnh lướt nhanh qua chân trời, ngay sau đó đáp xuống một ngọn núi. Chủ nhân, lần này chúng ta có không ít cường giả đến rồi trên núi lặng lẽ nói với nhạc thành chương 1043 nghìn không trăm bốn mươi ba vạn vụ đại trận là không ít còn chưa tính số cường giả đang ẩn núp hết thảy phải cẩn thận về vận trọng bảo chúng ta tùy duyên là được không cần cưỡng cầu nhạc thành cất tiếng nói thưa môn chủ lần này sẽ là trọng bảo gì xuất thế tại sao lại ở trong hồng hoang chiến trường u hồn ma cất tiếng hỏi bây giờ ta cũng không biết là trọng bảo gì có lẽ là vật do tuyệt thế cường giả lưu lại đại trận phía trước chính là vạn phù đại trận của vô tộc trước kia phải là đại phu của vô tộc thì mới bố trí được trận này xem ra trọng bảo lần này hẳn là có liên quan đến vô tộc nhạc thành trầm tư trong chốc lát rồi trả lời trên bình nguyên bảo là phía trước một luồng thần quang phóng lên cao sát khi vô cùng vô biên tràn ra kết cho mặt đất chấn động tiếp đó giữa bình nguyên rộng lớn mềm mông xuất hiện một đám sương trắng dày đặc, sát khí thù liễm, hết thảy lại trở nên bình lặng. Các thế lực không nói gì nữa, đều nhìn về phía trước như đang đợi điều gì đó. Một lúc sau, trong đại trận sương trắng dâng lên cuộn cuộn, sau đó khuếch tán tràn lan ra bốn phía với tốc độ kinh người. Sương trắng che phủ cả chân trời mới dừng lại. Đến lúc rồi, không biết là ai nói ra một câu, trong sơn mạch xung quanh lập tức có hơn trăm thân ảnh hóa thành lưu quang cấp tốc tiến vào. Các vị sư đệ đến lúc rồi, chúng ta cũng đi thôi, nhớ phải cẩn thận đấy. Nghiêm thành tử nói với mọi người, ngay sau đó, cả đám lướt lên, thân hình chớp lóe mấy lần đã tiến vào trong vạn vù đại trận. Chỉ nghe vèo vèo mấy tiếng, có không ít người vây xem cũng không nhịn được, vội vàng tiến vào theo. Sức cam dỗ của trọng bảo là cực kỳ lớn. Đi nào, chúng ta cũng tiến vào thôi. Bên trên núi, nhạc thành khẽ hô rồi cũng tiến vào trong đại trận. Vừa tiến vào đại trận, đám người nhạc thành đã bị một luồng sát khí huyết tinh trong xương trắng bao quanh sát khí huyết tinh đồng nặc đến độ cực kỳ khủng bố dường như có thể ăn mòn nguyên thần của mọi người khiến cho thần thức xa vào giết chóc và cừu hận chỉ cần khác thường một chút thôi là không cách nào khống chế đến lúc đó sẽ nổi điên lúc này sát khí đồng đậm khiến nhạc thành cũng phải đè chặt giống như đồng thời ra lệnh cho đám người cựu u song ma thanh đồng cố giữ vững tâm thần tuyệt đối không thể khinh suất một khi bất cần có thể phải chết. Tùy tù vi của mọi người không thấp, nhưng không có ai đạt đến cấp bậc cường giả đứng đầu. Khi tức huyết tinh càng ngày càng nồng đậm, len lỏi khắp nơi. Chỉ qua chốc lát, hai người cửu u song ma đã đỏ ửng, ít nhiều gì thì cũng bị ảnh hưởng. Mà ba người thanh đồng, linh viên và năng lễ lại không có vấn đề gì lớn. Một lúc sau, đám người nhạc thành gặp phải một cơn gió cực mạnh ập tới, chân đứng không vững. Cơn gió này vô cùng quỷ dị, với tu vi của bọn họ, vậy mà cũng khó ngăn cản, chỉ có thể đứng từ từ tiến về phía trước. Tu vi của bọn họ không tính là thấp, nếu tu vi thấp hơn một chút, chỉ sợ không có cách nào đi tiếp. Vù vù mấy tiếng, một lúc sau, phía trước lại đột nhiên xuất hiện vô số lốc xoáy khủng bố, lực lượng cuồng bạo có thể cuốn cả không gian vào, biến thành hư vô. Mọi người hãy cẩn thận, trốn vào hạo thiên tháp đi. Sắc mặt của nhạc thành trở nên âm trầm, nếu chẳng may bị cuốn vào kia, không chết cũng bị trọng thương. Bạn vụ đại trận này đúng là rất mạnh. Hạo Thiên Tháp Nhạc Thành đánh ra pháp quyết, Hạo Thiên Tháp xuất hiện trước mặt, sau đó biến lớn hơn vạn mét. Sau khi mọi người vội vàng tiến vào trong tháp, một lốc xoáy cuồng bạo bỗng lao thẳng tới. Hạo Thiên Tháp hơn vạn mét cũng bị thổi ngả nghiêng. Hạo Thiên Tháp cứ tiến về phía trước. Bà tiếng sau, Nhạc Thành ở trong Hạo Thiên Tháp cảm nhận được không có gió bão cuồng bạo. Tại đánh trả pháp quyết, đâm người ra khỏi hảo thiên tháp. Thu hồi thảo thiên tháp lại, nơi nọ, người đang đứng là một vùng đất bằng phẳng, hình như là trung tâm của cơn bão vừa rồi. Nhạc Thành, người cũng tới rồi đấy à, tới rất đúng lúc, đi chung với nhau nào. Nhạc Thành mới thu hồi hảo thiên tháp không bao lâu, phía sau có mấy đạo lưu quàng bay đến, thủ liệu ánh sáng, sau đó đáp xuống bên cạnh Nhạc Thành, chính để đám người xích tinh tử, nghiễm thành tự Bài kiến nhạc phụ, bài kiến sử bá và các vị sử thúc, Nhạc Thành hành lễ chào hỏi nhóm người xích tinh tử, nghiễm thành tử. Lúc thu hồi hạo thiên tháp, thần điệp của Nhạc Thành đã phát hiện nhóm người nghiễm thành tử rồi. Không ngờ ngươi còn đến nhanh hơn cả bọn ta. Sao nào? Vừa rồi có gặp phải nguy hiểm gì hay không? Nghiễm thành tử hỏi Nhạc Thành. Lúc này đang người diễn giáo. Lấy tù vi của Nhạc Thành, lúc này là cựu thiền huyền tiên hậu kỳ. Ai cũng trợn tròn con mắt mà kinh ngạc. Ngoài miệng không nói gì, nhưng chỉ sợ tất cả đều thầm mắng là yêu nghiệt. Mấy chục năm trước ở Hảo Tiên Môn, Nhạc Thanh mới chỉ đột phá đến huyền thiên tiền kỳ không bao lâu. Tốc độ đột phá kiểu này thật sự là quá nhanh. Bẩm sư bá, không gặp phải nguy hiểm gì. Nhạc Thanh cất tiếng trả lời. Bọn họ đã sớm trốn vào Hảo Thiên Tháp, tất nhiên là không gặp phải nguy hiểm gì quá lớn. Trên không trung có mười mấy thần ảnh đáp xuống phía trước. Quảng hòa thủ liễm, thì ra đã đám người văn thủ từ hàng địa tạng của Tây Phương Giáo. Người Tây Phương Giáo thấy nhóm người nghiễm thành tử, xích tinh tử, Thoạt nhìn thì vẻ mặt khá là có coi. <laughs> Đúng là cái đám lừa trọc. Hoàng Long Đạo Nhân thấp giọng hử lạnh mà mắng, không hề có thiện cảm với Tây Phương Giáo. Sư đệ, chúng ta đừng để ý đến đám người Tây Phương Giáo là được rồi. Trọng bảo quan trọng hơn. Nghiễm Thanh Tử nói với Hoàng Long Đạo Nhân. Trên trời lại có mấy thân ảnh đáp xuống, tổng cộng là bảy người. Nhạc Thanh nhìn về phía trước, với thấy bảy người kia, sắc mặt hơi thay đổi. Bảy người nọ chính là Tam Tiêu Tiên Tử, Quỳ Đình Thánh Mẫu, Ô Vân Tiên, Kim Quang Tiên và một người nữa. Người cuối cùng này mặc một bộ trường bào màu xanh. Trên mặt có một cỗ anh khí bức người. Nhạc Thành suy tính hồi lâu mới biết thì ra người này là Diễm Trung Tiên La Tuyên của Tiệt Giáo. Nhạc Thành khá là giật mình. Không ngờ La Tuyên sẽ xuất hiện một lần nữa. Diễm Trung Tiên La Tuyên là một trong những đại tiền tiếng tăm lừng lẫy trong tiền mà giới. Tọa kỵ xích yêu câu, pháp bảo phi yên kiếm, chiếu thiên ấn, ngũ lòng luân, vạn nha hồ đều có uy lực cực mạnh. Lúc này nhóm người tiệt giáo cũng đảo mắt quét qua chúng tiền xiển giáo. Sau người tam tiêu tiền tử, quỳ đình thánh mẫu, ổ vân tiên và kim quang tiền đều mỉm cười với nhạc thanh. Nhạc thanh ở đằng xa thi lễ. Lần trước ở hạo thiền môn, nhạc thanh cũng không biết khi nào tam tiêu rời đi khỏi hạo thiền môn. Lúc này gặp lại, thấy hơi anh náy. Mặc dù xiển giáo và tiệt giáo đều có xuất xứ từ tam thanh giáo, nhưng từ sau khi phong thần kiếp, hai bên đã kết thủ oán với nhau. Từ có hồng quân lão tổ điều tiết, sau khi hai bên gặp mặt vẫn giống như là kẻ thù. Lúc này, Nhạc Thành đột nhiên cảm nhận được có mấy ánh mắt lạnh như băng nhìn về phía của hắn. Quay đầu đại nhìn thì phát hiện chính là đám người từ hàng văn thủ địa tạng vương của Tây Phương Giáo. Nhạc Thành cao mày, trong ánh mắt bắn ra hàn ý. Đám lửa trọc Tây Phương Giáo, có bàn lĩnh thì đến đây giao thủ nào, đừng nhìn chăm chăm vào ta. Nói thật, bây giờ Nhạc Thành không sợ đáp người địa tạng vương. Nếu như đánh nhau, hắn muốn đối phó với địa tạng vương, hắn là không thành vấn đề gì. Ân oán giữa hắn và Tây Phương Giáo cũng nên tìm cơ hội giải quyết. Tiểu tử quen thói ngông cuồng rồi phải không? Bây Tây Phương Giáo, địa tạng vương hử lạnh một tiếng, nhưng không có định ra tay. Tây Phương Giáo cũng chỉ vậy mà thôi, đúng là cái đồ lừa trọc. U hồn ma hử lạnh, lần trước ở ban đào thịnh hội, cựu u song ma ăn mệt. Lúc này tuy u hồn ma chưa đột phá đến ma quân, nhưng thực lực mạnh nên không ít. Hơn nữa còn có thần khí nơi tay, vậy nên cũng muốn báo thù. Có thần khí trong tay, hắn không sợ bồ tát của Tây Phương Giáo. Nhưng kỳ lạ là khi nghe thấy u hồn ma mỉa mai, người bên Tây Phương Giáo lại chỉ trợn mắt tức giận, nhìn sang chứ không đáp trả. Có điều vẻ mặt trông rất căm hận. Nhưng đúng lúc này, trên không trung đã có mấy chục thân ảnh đáp xuống. Đám người này là cường giả của liên minh tiên đạo đi đầu là Tát trần nhân tự dương trần nhân văn dương đế quân thiên lung địa ách tứ trị công tào tứ phương thần thanh long mạnh trường thần quân bạch hổ giam bình thần quân chủ tức lăng quang thần quân huyền vũ chấp minh thần quân tứ độc long thần lúc này nhạc thành cũng nhìn về phía đám cường giả kia thảo nào gần đây thiên đình không đi đối phó với hảo thiên môn thì ra là do đám cường giả này đều đến hồng hoang chiến trường Nhạc Thanh đã từng thấy đám cường giả của liên minh tiền đạo này ở giao trì một lần. Lúc này chỉ nhìn lướt qua mà thôi. Nghiễm thành tử đạo hữu, người cũng đến rồi à? Xích tình tử đạo hữu, gần đây có khỏe không? Lúc này nhìn thấy đám người nghiễm thành tử, cường giả liên minh tiền đạo vội vàng thi lễ chào hỏi. Đám người nghiễm thành tử cũng đáp lễ. Tuy nói đám người nghiễm thành tử là người xiển giáo, nhưng xiển giáo cũng là thế lực thuộc về liên minh tiền đạo. Ở mặt ngoài, quan hệ vẫn khá tốt một luồng sát ý nhằm về phía Nhạc Thành. Nhạc Thành nhìn về phía trước, thì ra là tát trần nhân của thiền đình đang nhìn hắn đầy sát ý. Nhạc Thành suy nghĩ dày đát, sau đó cũng không để bụng. Người này là sư huynh của mãn trần nhân. Mãn trần nhân lại bị hắn đánh chết. Tát trần nhân muốn giết hắn cũng không có gì là lạ. Nhưng người này đã nổi lên sát ý với hắn, vậy hắn không thể bỏ qua. Một khi có cơ hội, hắn phải ra tay trước mới được. Tuyệt đối không thể để đối phương có cơ hội lại có mấy chục thân ảnh đáp xuống. Nhạc thanh nhìn sang là cường giả của liên minh ma đạo. Cả người ma khí ngút trời. Có một số cựu thiền hỗn quyền ma sơ kỳ, sắc mặt hơi tái nhợt. Hình như trên đường đến đây đã tiêu hào không ít. Nhạc thanh quan sát tám người của Điền minh ma đạo. Bàn về tu vi thực lực, bọn họ ngang với điền minh tiền đạo. Còn có không ít người đã đạt đến cấp bậc ma quân. Lúc này, nhạc thanh công nhịn được, bắt đầu đánh giá thực lực bản thân mình trong đám cường giả tiên quân ma quân ở đây. Với thực lực đã đột phá đến cầu thiên huyền tiên hậu kỳ của hắn, hắn đã có thể chống lại tiên quân ma quân trung kỳ, đoán chừng là không khó. Lúc còn ở cựu thiên huyền tiên sơ kỳ, hắn đã đánh chết tiên quân sơ kỳ mãn trần nhân. Trước 1044, vô số dị thú. Lúc này, Nhạc Thành cũng không khỏi đánh giá thực lực của chính mình. Trong một đám cường giả tiên quân và ma quân này, thực lực của mình bây giờ đã đột phá cầu thiên huyền tiên hậu kỳ Hẳn là có thể chống lại được tiền quân ma quân trung kỳ Lúc này là cầu thiên huyền tiên sơ kỳ Cũng đã không đánh chết Lại tiền quân sơ kỳ như mãn trần nhân Lúc này mình còn có cả không động ấn Chắc là thực lực còn tăng lên Ít nhất là bảo vệ tính mạng cũng không thành vấn đề Nhưng trong đám cường giả này Mình muốn có được trọng bảo xuất thế kia Thì e rằng rất là khó Lúc này có không ít cường giả rời xuống Cũng không nói gì mà đều nhìn chăm chú vào phía trước mà quan sát. Ngay lập tức, lại có không ít đám người tụm năm tụm ba rơi vào trong không trung xa xôi. Thần niệm của Nhạc Thành đảo qua, những người này đều là tán tu trong tiên đạo mà đạo. Một đám người đều không kém, có không ít tiền quân, ma quân, tù vì trong lòng Nhạc Thành thầm nghĩ. Bình thường muốn nhìn thấy nhiều cường giả tiên quân, ma quân như vậy cũng không dễ dàng, nhưng ở chỗ này lại có rất đông. Nguyên thiền ma quân, huyền minh chân nhân. Bên trong đám người, nhất thời thần điểm theo dõi của nhạc thành, thấy được hai người này. Ở trong thái hư chi địa, nguyên thiên ma quân và huyền minh chân nhân kia đã đuổi giết hắn. Lúc này nhìn thấy, sát y trong lòng nhạc thành chợt bùng lên. Nhạc thành, người cẩn thận một chút, đây chính là vạn vụ đại trận của vô tộc, bây giờ chỉ đang ở rìa mà thôi. Nhưng tiếp theo sẽ còn không ít nguy hiểm nữa. Người phải theo sát chúng ta đấy thần niệm truyền âm của xích tinh tử truyền đến tai của nhạc thành sư phụ giống như có cái gì sẽ tới vậy linh viên nói với nhạc thành người cảm giác được cái gì nhạc thành hỏi ngay linh viên là thân thể hỗn độn dị thú có thiền phú nhất định trong việc dự đoán nguy hiểm ngay cả linh viên cũng cảm thấy có chút không bình thường thì nhạc thành cũng không dám có bất kỳ sơ suất nào hình như là có rất nhiều dị thú đấy linh viên vội vàng nói từ trên sắc mặt không khó để nhìn ra thực lực của dị thú đang đến không thấp. Nếu không thì linh viên chắc chắn sẽ không lo lắng tới như vậy. Một mảnh tiếng động quỷ dị nhanh chóng chuyển đến. Trong nháy mắt đã bao phủ khắp chu thiên. Theo tiếng vo ve quỷ dị này, nhạc thành cũng chợt cảm nhận được một cỗ kích tức cường hãn. Trong thần niệm bao phủ trước đại địa, giữa không trung xuất hiện một đám mây đen dày đặc. Đám mây này đến gần thì mới biết hóa ra là có vô số dị thú đám dị thú này lập tức xuyên qua vạn dặm không gian mà đến đây nhạc thành không khỏi âm thầm kinh ngạc không thôi nhưng dị thú này cũng không xa lạ đối với nhạc thành và nhiều người khác trong số những dị thú này nhạc thành lại nhìn thấy bát sĩ linh mãng toàn nghề viễn cổ cự hổ trên huyền thiên đại lục còn có viễn cổ minh xà, tự viên bạch tượng có cả không ít ma thú trên huyền thiên nội lục nữa nhạc thành kinh ngạc vô cùng thực lực của những dị thú này còn cường hãn hơn cả viễn cổ minh xà trên huyền thiên nội lục và viễn cổ cư hộ tộc. Khí thức cường hãn đè ép không trùng bay đến, ước chừng có khoảng hơn vạn con. Toàn bộ không gian đều bị chiếm đóng. Liệt mặt nhìn qua thì căn bản là nhìn không thấy đầu. Trong không trùng, nhìn những dị thú phía trước, mọi người đều mang sắc mặt nặng nề. Không khó để nhìn ra, từ trên người những dị thú này đã đạt đến một loại thực lực khủng bố, chắc chắn rất khó đối phó. Các vị đạo hữu muốn có được trọng bảo thì trước tiên phải từ bỏ phân tranh. Nếu chúng ta không đồng tâm hiệp lực thì e rằng sẽ không thể nào rời khỏi nơi này để tiến vào bên trong được. Địa tạng vương của Tây Phương Giáo lớn tiếng nói với mọi người. Vèo một tiếng, trong lúc địa tạng vương đang nói chuyện thì trên không trung có một con dị thú thân hình bốn vạn thước phi hành đến. Hai cánh của nó rung động, trực tiếp nhào về phía quỳnh tiều tiền tử trong tiệt giáo. <laughs> muốn chết à? thủ ấn trong tay quỳnh Tiêu tiền tử chợt biến hóa ném ra kìm rào tiễn chu không lập tức chấn động rồi có hai đạo kìm quàng lóe lên lập lành ánh sáng rồi hóa thành hai con dao long quấn vào nhau trên bầu trời hai con dao long gầm ghè xông lên thân hình khổng lồ hung hăng va chạm vào dị thú đang bay đến kia dị thú trong nháy mắt biến thành huyết vụ bay đầy trời bị quỳnh tiêu tiên tử giết chết trong nháy mắt nhưng ai cũng nhìn ra được cấp độ thực lực của dị thú phi hành này ít nhất là có thể chống lại cường giả vô thượng thiên yêu hậu kỳ. Cũng vào lúc này, phía trước bầu trời có vô số dị thú cũng nhào lên. Thoáng cái sát khí rung động, toàn bộ không gian đều run lên. bay trận, sắc mặt quảng thanh tử trầm xuống, đánh ra pháp quyết trong tay. Đám người xích tinh tử, ngọc đỉnh trần nhân, hoàng long đạo nhân, linh bảo sư, đạo hành thiên tôn, thành hư đạo đức trần quân, thay ất trần nhân, cụ lưu tôn, đã sớm có chuẩn bị từ trước, lập tức tung pháp khí ra trước người. Quanh người họ đều có một mảnh thần quang tỏa ra khắp bốn phương tám hướng mà phóng lên trời cao. Lúc này đám người nhạc thành và lang lễ cũng bị chín đại cường giả của xiền giáo bao vây lại. Trong thần quang, nhạc thành thấy rõ ràng trong tay quảng thành tử ném ra một tứ phương đại ấn. Trong thần quang rực rỡ tràn ngập một luồng khí tức cổ xưa, đó chính là phiền thiên ấn. Mà lúc này, trong tay xích tình tử cũng xuất ra âm dường kính. Đạo hành thiên tôn tung ra hàng ma sử, cụ lưu tôn xuất ra khốn tiên đẳng. Cầu đại cường giả, mỗi một người đều xuất ra một pháp bảo bản mệnh. Trong một mảnh thần quang lập tức bao phủ mấy ngàn thước. Trên màn hào quang, một đàn dị thú bay qua lập tức bị ánh sáng phá nát. Trên người điên thủ lại, cộng thêm việc thổi thúc pháp khí khiến thực lực tăng vọt. Lúc này, chỉ sợ được cường giả tiên quân hậu kỳ gặp phải thần quang này cũng sẽ bị thôi động phá hủy. Nhạc Thành thầm kinh ngạc, Năm người Quảng Thành Tử tạo thành đại trận này quá bất phạm, uy lực như vậy e rằng ở đây cũng không tìm ra người có thực lực có thể chống lại hoàn toàn. Sau đó, lập tức đánh giá Tam Tiêu Tiên Tử. Chỉ thấy trong không trung, Tam Tiêu Tiên Tử và Quỳ Linh Thánh Mẫu cũng tung ra pháp khí trong tay mà tạo thành một đại trận. Tuy rằng trận này chênh lệch hơn một chút so với Quảng Thành Tử bên này, nhưng cũng không quá kém dưới ánh hào quang, vô số dị thú gặp phải đều hóa thành huyết vụ. Trong tây phương giáo, văn thủ tung ra độn long trụ, từ hàng tung ra thanh tịnh lưu lì bình, địa tạng vương tung ra như ý châu. Ngoài ra những bồ tát khác cũng xuất ra phật khí trong tay. Giữa phật quang bao phủ cũng bố trí một mảnh phật quang tráo. Vô số dị thú đụng phải phật quang đều lập tức bị đánh chết. Tây phương giáo, xiền giáo và cả tiệt giáo cũng đã chuẩn bị từ trước mọi người đều bày bố trí đại trận, dường như có thể bình an vô sự giữa vô số dị thú rậm rạp này. Nhưng lúc này, cường giả trong các liên minh tiền đạo và liên minh ma đạo còn có những cường giả tán tu không may mắn phải một mình ứng phó công kích của vô số dị thú. Bọn họ không bày bố đại trận ra từ sớm để chống cự, nhiều nhất chỉ là tụm năm tụm ba lại, hợp lực với nhau, bắt đầu công kích. Trên bầu trời vạn thú chạy như bay, hung hăng công kích đến. Đi chết đi. Bên trong liên minh tiền đạo, có một cường giả cầu thiên huyền tiên hậu kỳ thét dài một tiếng, âm thanh xuyên qua chấn động cả tầng mây. Trong lúc giờ tay lên, khí tức cuồng bạo tuôn ra, một ngọn lửa nóng rực bùng lên rồi lập tức có một biển lửa quét qua. Mấy con dị thú đều bị thiêu đốt đến gãy chân gãy tay, lạnh lẽo kinh khủng. Biển lửa quay cuồng bao phủ hoàn toàn tiếng gầm của thú. Cùng lúc này, một con cự viên sau lưng gửi này bay xuyên qua không gian, quyền ấn trong tay lao thẳng xuống làm vặn vẹo không gian không gian lập tức nổ tung chu không hóa thành một mảnh hư không mà cường giả cầu thiên huyền tiên hậu kỳ kia trong nháy mắt đã bị nả thương trừ vị còn không ra tay thì những dị thú này cũng không dễ động vào đâu trong liên minh tiền đạo quang hồng trong tay một cường giả tiền quân sơ kỳ cũng bạo phát lập tức giết chết một dị thú rồi đã hóa thành một đạo quang hồng bay vút lên trời xanh mọi người không cần lưu tay nếu không thì chúng ta càng thua thiệt hơn. Bên trong yêu đạo, một cường giả cầu thiền hỗn nguyên yêu hậu kỳ lớn tiếng quát lớn. Yêu tộc và vu tộc đã kịch chiến nhiều năm, nên cũng có chút hiểu biết với thủ đoạn của vu tộc. Toàn bộ không gian đều hỗn loạn, dị thú, tiền đạo, ma đạo, yêu đạo liên tục có thi thể rời xuống. Nhạc Thành đang ở trong vòng hào quang của diền giáo, nên cũng không hề tổn hại một chút nào. Ngay cả những pháp lực cũng không cần tiêu hao mà ánh mắt của Nhạc Thành vẫn dừng lại trên người thiên quyền ma quân, quyền minh chân nhân và cả tát chân nhân. Không thể buông tha cho ba người này. Nếu có cơ hội thì mình cũng không ngại ra tay. Trong cảnh hỗn loạn này, Nhạc Thành cũng coi như đã nhìn ra một ít thực lực của các nơi. Mặc dù có không ít cường giả, nhưng nếu luận về thực lực thì vẫn là ba bên xiền giáo, tây phương giáo và tiệt giáo mạnh hơn một chút. Các liên minh tiền đạo, liên minh ma đạo mặc dù có không ít tán tu, cũng có rất nhiều cường giả, nhưng chẳng qua đều là tự mình làm chủ, nên căn bản khó mà chống lại được diễn giáo. Tây phương giáo và tiệt giáo, đối mặt với vô số dị thú bên ngoài vòng hào quang, thì Nhạc Thành cũng vô cùng kinh ngạc. Những dị thú này nhìn như thực thể, nhưng sau khi bị đánh chết, thì lại hóa thành ma khí mà tan biến đi. Xem ra đều đã được ngưng tụ trong vạn vụ đại trận này. Vạn vụ đại trận này đúng là thật kinh khủng